Vâng, ô tô Duy Tâm vừa ra mắt một sản phẩm mới thì sẽ vội vàng để up lên cho cô chú anh chị bà con mình xem, để biết đâu là nhà mình hay là người thân hay là ai đó đang tìm bạn bè, ai đang tìm một con Innova thì bên Tâm có đây để phục vụ bà con. Thì đây là một con Innova sản xuất năm 2019, gốc Bình Dương, biển số rất là đẹp, 61A60969. Xe này thì một chủ mua mới từ đầu, sản xuất năm 2019, số sàn bảng E, màu đồng ánh kim cô chú anh chị ạ. Xe này thì chuẩn của xe luôn là Odo, chạy là đúng 7 vạn, không tua, không trả đồng hồ, cam kết cho cô chú anh chị nhà mình luôn. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là thường là 7 vạn là bắt đầu bốn cái vỏ xe nó hơi xuống xuống rồi. Thì gia chủ này họ mới thay cho mình bốn cái vỏ, mới tới 98% luôn. À, đây là một cái lợi thế nha cô chú anh chị bà con nha. Một cái lợi thế là vỏ mới 98%. Bốn cái mâm là bốn cái mâm rin và còn rất là mới, chưa có sơn, chưa có phết gì lại hết và cũng chưa có thấy dấu hiệu trầy luôn. À, có kích hợp xi nhan trên gương, thắng ABS và điều đặc biệt ở đây đáng nói là xe đời 2018, 19, 20 đó là nó có cân bằng điện tử và 8 túi khí an toàn. À, đó là một cái lợi thế ha. Lợi thế nhiều hơn cái dòng đời cũ. Dòng đời cũ 2016 và 2017 thì xe này chỉ có 2 túi khí an toàn và không có cân bằng điện tử. Dòng đời mới này thì nó được 8 túi khí an toàn và có cân bằng điện tử và có màn hình luôn cô chú chị bà con nhà mình ạ. Có màn hình, đó, có cam lùi. Đây là một cái lợi thế, rất là lợi thế. Và cái đáng nói ở đây là cái gốc Bình Dương, một chủ mua mới. À, gốc Bình Dương, một chủ mua mới. Xe này lúc mua ngoài 800. À, lúc mua là trên 800 thì bây giờ bên Tâm bán cho cô chú chị nhà mình là 560 cho con Innova 2019 màu đồng ánh kim. Hầu như là xe này sơn rin còn khoảng 90% trở lên ha, 80-90% trở lên. Nói chung là nó quá đẹp luôn, không có một cái điểm yếu và một cái điểm xấu nào mà để mình phải nói hết. Đây cô chú anh chị bà con mình nhìn nha, cái chất xe thì nó long lanh lóng lánh luôn, chưa có thấy một cái dấu trầy nào luôn ha. Biển số nè ha, biển số lại đẹp nữa và màu cũng đẹp nữa. Màu đồng ánh kim là một trong những màu đẹp nhất của Innova, màu đồng ánh kim nha. Cô chú anh chị nhìn ha, bánh xe cua là chưa chạm đất luôn nha. À, bánh xe cua là còn green và chưa có chạm luôn, chưa có hạ luôn. Cái gầm của nó thì mới, hoàn toàn là mới luôn. Đó, gầm mới tinh và chưa có được vệ sinh, lau chùi, rửa ráy gì hết. Bên Tâm vừa được nhận ra cái xe ra luôn. Và cái vỏ này hầu như là mới thay còn khoảng 98% trở lên. Vỏ mới thay 98% trở lên, xe chạy đúng 7 vạn. 7 vạn xịn. Thì cái gì xịn thì mình cứ nói xịn. Còn nếu mà cô chú anh chị mà kỹ tính thì đi chết hãng ha. Nếu chết hãng cứ ok như vậy thì mình giao dịch, còn không ok thì cứ thòi xe lại cho Tâm, chứ không có gì phải gọi là hết. Và đây là một cái nội thất nha. Tâm sẽ tắt cái video này đi. Đó, Tâm tắt cái video đi. Trần nỉ nguyên zin và bọc ni lông. Bộ ghế da đã bọc lại màu da bò, rất là xịn. Nhìn cái vô lăng cần số mình cũng phải đánh giá được cái chất lượng của cái xe này có đúng Odo hay không cô chú chị bà con nha. Đây, góc vô lăng hầu như là chưa có thấy xài luôn hay gì á. Đây, góc vô lăng ha. Đây là hai cái điểm nhấn nha, và điểm rất là mạnh ha. Và cái nút còi nè, chưa có một vết chạy, vết dấu gì luôn. Cái củ số nè, thường là cái xe này chạy 100.000 trở lên là củ số nó sẽ bị mòn, sờn mòn, nhưng mà củ số này còn rất là nhám và gai. Đó, mấy ông siêu phụ đi coi xe cứ chụp cho cái củ số, cái vô lăng rồi là tự biết đánh giá luôn. Và Odo là chạy 7 vạn chuẩn luôn cô chú chị bà con nha. Táp lô táp bi thì hầu như là mới hoàn toàn, còn rất là đen và nhám. Xe này thì bây giờ mình mua thì lanh quanh 800 triệu, hiện giờ là xe 750 triệu là chưa có một cái thứ gì hết và kể cả chưa lăn bánh luôn. Thì bây giờ đợt giảm thuế này, giảm thuế 5% này không biết còn hay không thì Tâm không biết, nhưng mà xe này bây giờ mua ra cũng phải là lanh quanh 800 triệu chứ không có rẻ. Bên Tâm bán xe này chỉ có 560 triệu. 560 triệu là Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc, nếu như cô chú chị bà con ở xa thì bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc. Còn nếu như mà ở gần gần đây thì Tâm bao công chứng mua bán ủy quyền hoặc là hỗ trợ cho bà con là sang tên, rồi có gì bà con gửi lại phí bên Tâm. Sản xuất năm 2019, bên Tâm là có trách nhiệm là về mặt giấy tờ, công chứng, ký giấy rút hồ sơ. Còn cô chú anh chị bà con là sẽ phụ tiền thuế trước bạ. À, xe này là bên Tâm bán là 560 nha, mới ơi là mới luôn. Đây, bản lề 7 màu luôn, Odo 7 vạn, chưa mở bất cứ một con ốc nào hết. Chạy thì miễn bàn, bảy bước đâu là để được lên đi nóc hết rồi nha. Mấy cái bảy bước lên đi nóc hết rồi. Hồi nãy Tâm có quay vô lăng với lại
vô lăng với lại củ số. Anh chủ lên được một bộ máng che mưa và tay nắm cửa mạc rơm, máng che mưa. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là 9,7 lít, trong thành phố là 12 lít và ngoài thành phố là 8 lít. Xe này thì cô chú chị mình cũng biết rồi ha, Innova là một cái thương hiệu Toyota, nồi đồng cối đá đó, bền bỉ chất lượng, và sản phẩm này rất là ổn định, ít có hỏng hóc vặt và ít có bị hư hỏng tốn kém nằm đường, là cái điều đó không có xảy ra ở một con xe mới ha. Thì chỉ có lủng vỏ thì có, còn lặt vặt linh tinh thì đời nào mà hư, nếu hư ai mà đi mua cái xe nhiều tiền như vậy. Và con xe này thì bây giờ tâm bán 560, cô chú anh chị mình có thể rẻ được bao nhiêu tiền? Rẻ được so với thời điểm đó là gần 300 triệu ha, gần 300 triệu, khoảng 200 mấy, gần 300 triệu. Thì tương đương với bao nhiêu? Khoảng gần 40%, 40%. Đó. Thì bây giờ mua con xe này chỉ có 60% một tí, nhưng mà mình được sở hữu con xe quá mới luôn. Xe mà Odo chạy 7 vạn thì cô chú anh chị nghĩ ha, đã Innova nó đã bền rồi mà nó mới như vậy nữa thì mình không có sợ gì đâu ha. Mua vậy là quá rẻ luôn, cầm tầm tiền này không biết mua được xe gì luôn. 560 triệu 2019. Xe này bên Tâm hỗ trợ ngân hàng cho cô chú anh chị bà con là xe này hỗ trợ khoảng được 300 triệu nha. Hỗ trợ xe này cho vay 300 triệu. Cô chú anh chị chỉ cần đưa 250, 270 là lấy xe. 300 triệu thì còn lại 260. Rồi, còn lại 260 là lấy xe về thôi. Cô chú anh chị mình ha. Mình vay ít thì mình trả ít, đừng có vay quá nhiều. Vay quá nhiều nặng lo chứ làm gì. Đây. Vỏ là còn 98%. Cái gầm này thì chưa có được đi rửa nha. Gầm thì chạy ở dưới đất mà, thì làm sao mà nó không dính sình và nó không như vậy được ha. Nhưng mà tem nè, rồi dấu chấm sơn kiểm định nè, còn y nguyên vẹn hết. Đó. Đây cô chú anh chị coi kìa, cái vỏ xe cua mà nó còn mới tinh nguyên nè, chưa có sử dụng luôn ha. Vỏ xe cua chưa sử dụng nha. Ta mở cốp sau lên. Và đây là cái nội thất ở phía sau ha. Nội thất ở phía sau. Đây, trần nỉ nè, nguyên rin nè, mới tinh. Thật sự là xe khá mới ha. Và điện thoại Tâm là đang sử dụng một cái điện thoại hết sức là bình thường, không có áp ít gì hết nha. Nên cô chú anh chị nè, nhìn thực tế ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong hình luôn á. Đây, Tâm cho cô chú anh chị mình coi ha. Đèn đuốc nè, đó. Cốp kiết rồi, cabo, ca biết rồi. Và đây là cái xương ha. Xương hông nè, đó, 100% không có lỗi nha. Đây là Tâm cam kết luôn cho bà con nhà mình luôn. Và đây là ốc cốp sau ha, ốc cốp sau. Và đây là cốp sau nè, đó, hai cái xương hông, hai cái máng ha. Và keo chỉ là Tâm chỉ lướt qua thôi nha, chứ xe này mà coi keo chỉ để làm cái gì. Bên Tâm bán bao rồi ha, bao rồi, khỏi phải coi. Chừng nào mà cái xe nào lỗi Tâm nói lỗi luôn, để bà con mình khỏi phải bỡ ngỡ nha. Còn bây giờ lên mà cứ phải đi dạch từ ly từ tí để kiếm mất công, Tâm bao rồi. Về dưới mà nó có phát hiện ra lỗi làm gì cứ gửi xe lại cho Tâm ha. Đó, Tâm nói sai Tâm chịu, dĩ nhiên trong cái luật mà, luật nó đã có rồi, anh nào sai thì anh đó hoàn toàn chịu trách nhiệm, chứ không có đổ thừa hoàn cảnh được. Tắp mấy cái tay nắm cửa nè, mạ cà rơm hết, tay nắm cửa mạ cà rơm và máng che mưa hầu như là mới tinh ha. Mấy cái này không có nhiều tiền nhưng mà đều người ta gắn rồi mình về mình khỏi gắn à, được cái vậy. Chứ còn nói không có nhiều tiền mà chưa có gắn gì hết, về gắn cái chút tiền không. Xe này thì được trang bị nói chung là cơ bản là đã có hết rồi, ví dụ như có màn hình, có cam lùi, máng che mưa, tay nắm cửa, bệ bước nẹp inox hết rồi cô chú anh chị bà con ạ. Và xương à, mấy cái hốc nè, khá là mới luôn, rất là mới 7 màu luôn ha, chiếu luôn đó. Và cái táp bi cửa nè, 560 cô chú anh chị bà con nha, 2019 nha. Cái xe 2019 thì mình không thể nào đem so sánh với 2017 được. 2017 thì Tâm mới bán 460, 470 là có xe hiện bên Salon Auto Di Tâm em bán ra, thì nó chênh lệch gần cả 100 triệu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái góc độ về chất lượng nè, và góc độ về đồ nè. Đồ là túi khí, là 8 túi khí nè, là thấy hết nhiều tiền rồi. Rồi cân bằng điện tử là thấy nhiều tiền nữa. Thì bởi vậy cái xe này mà nếu mua rẻ thì chả ai bán cho mình đâu. Họ mua 800 mấy thì giờ chả nhẽ vô họ bán cho mình 500, ai mà bán đúng không. Đó, thì Tâm mua cao rồi. Nói chung là về để phục vụ bà con, kiếm lời là bán thôi, không có than thở gì hết. Nhưng mà cứ mua có lời là được. Và thứ nhất là mình đem về cái lợi nhuận cho gia đình mình. Thứ hai nữa là mình mua được sản phẩm để phục vụ bà con. Đó là một cái điều hết sức là hạnh phúc đó, giữa người mua và người bán luôn. Có được xe, và có được xe ngon, giá thành hợp lý. Và người bán thì có được lợi nhuận và xây được đồng vốn, giao được hàng hóa cho khách hàng, trao những giá trị tốt đẹp nhất cho những cái khách hàng thân yêu của mình. Đó là một cái người kinh doanh
đã thành công lắm rồi. Và cô chú anh chị mình coi nè, từ nội cho đến ngoại thất luôn, vỏ lớp nè, mâm miết nè, lồng dè bọng dè nè, mấy cái xe này chắc khỏi phải coi đi nha cô chú anh chị nha. Lồng dè bọng dè hầu như là cái sơn lót ở trong bọng dè này y như là nó còn mới vừa sơn lại luôn vậy đó. Thì có gì đâu mà coi, sườn bọng nó đen thui thùi lùi luôn ha. Này rửa ra một cái nữa thì thôi luôn. Keo chỉ nè, đó. Keo chỉ là nguyên riêng hết trơn ha. Và đây là cái keo chỉ của xương dưới này nha, không phải cái cửa nè, ở chân dưới của cửa nè. Nói chung là nó mới lắm, táp lô táp bi rồi nó mới tinh nè. Táp lô táp bi mới tinh. Và cái xương nè, cái hốc nè. Đó, tâm cho bà con cô chú anh chị mình coi ha. Và đây là cái ghế nè. Băng ghế sau, băng ghế giữa. Đây là băng ghế giữa. Xe thật sự khá là mới nha. Không có một ngày nào kinh doanh dịch vụ gì hết ha. Gia đình 100% nha, không dịch vụ kinh doanh, không cờ rát taxi. Và rất là riêng, một chủ mua mới 2019 nha. Cô chú anh chị lưu ý dùm là 2019. Tính tới thời điểm hiện nay là xe này đã được sử dụng 2 năm rồi ha. Đó, nhưng mà ơ đô chạy 7 vạn, rất là hợp lý nha. Nếu mà xe này mà chạy 100 mấy 200 ngàn thì đánh ngay cái dấu hỏi liền. Còn xe này chạy đúng 7 vạn. 7 vạn cho con Innova 2019 hết sức là hợp lý nha. 7 chỗ ngồi, thương hiệu Nhật Bản, Toyota Innova, số sàn bản E. Đó, lúc mua mới là 800 mấy. Bây giờ bán lại 560. Cô chú anh chị bà con mình yêu thích sản phẩm Innova 2019 màu vàng đồng ánh kim thì hãy gọi điện cho bên Salon ô tô Vitam em là 0917215512 để sở hữu ngay con Innova số sàn bản E 2019, một chủ mua mới, biển số 61A60969. Đẹp, VIP, chuẩn luôn. Đăng kiểm thì còn tới tháng 10 năm 2022. Hết đăng kiểm thì đăng kiểm lại là 18 tháng cô chú chị nha. Cabo chưa ra, rất là tự tin. Cabo chưa ra, máy chưa có một cái vết gì gọi là cũ kỹ và rửa ráy gì đây luôn. Cục ABS 4 bánh mới tinh. Đó, mới tinh nguyên luôn nè, thấy không? Cục ABS 4 bánh mới tinh nguyên. Cabo là ốc cabo là chưa tháo gỡ nha, chưa có tháo gỡ gì hết ở đây hết. Keo chỉ là tâm bao full hết nha. Full hết trơn nè, cô chú anh chị bà con thấy không? Không có một cái dấu hiệu gì sai lệch gì đây hết. Innova 2019, một chủ mua mới, biển Bình Dương, màu đồng ánh kim, số sàn bản E. 7-8 túi khí an toàn cân bằng điện tử. Một con xe bản full của số sàn 2019. Rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Chưa có ai được đụng bất cứ một cái chìa khóa cà lê gì vô đây mở con ốc nào hết. Thì đây là một cái điều hết sức là tốt đẹp và tự hào cho một sản phẩm chuẩn mực để phục vụ bà con với một cái cách tốt nhất. Thì bên Tâm sẽ chọn lựa những sản phẩm đó, sản phẩm tốt nhất, tuyệt vời nhất để về phục vụ cho khách hàng của mình. Vì khách hàng của mình, người ta nói khách hàng là thượng đế, rất đúng cái câu nói đó từ ngàn đời tới nay. Đó, bởi vì mình phục vụ tốt thì khách hàng sẽ tìm tới mình, còn mình phục vụ không tốt thì khách hàng sẽ rời xa mình trong nay mai thôi. Nên Tâm sợ về vấn đề đó, và Tâm muốn phát triển cái cơ sở của mình, cái doanh nghiệp của mình, cái công ty của mình đi lên rộng hơn, lớn hơn và thành công hơn. Thì Tâm phải tìm những sản phẩm tốt nhất và cách phục vụ tốt nhất để bà con chúng ta được hưởng lợi, khách hàng được hưởng lợi thì bên bán hàng sẽ thành công, đem về lợi nhuận. Đó, khách hàng mà được hưởng những cái lợi ích của bên công ty, của bên doanh nghiệp thì bên doanh nghiệp và công ty đã thành công lắm rồi không? Đó, vì mình trao đi những cái giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng của mình để về khách hàng của mình sử dụng, chứ mình đừng có trao đi những cái sự lừa dối là không bao giờ tồn tại và phát triển được hết. Ở đây là cái cách nghĩ của bên ô tô Vitam em. Còn nếu như cô chú anh chị thấy yêu thích bên sản phẩm bên ô tô Vitam em thì mong cô chú anh chị hãy ủng hộ nè ha, ủng hộ bên ô tô Vitam em. Ví dụ như gặp ai mua xe, bán xe, giới thiệu cho bên Tâm, Tâm sẽ gửi hoa hồng cho cô chú anh chị. Mặc dù là nó không có nhiều lắm, nhưng là đó là một cái món quà tinh thần. Còn nếu như cô chú anh chị mà có muốn gọi điện, nhắn tin hoặc là đến ngay salon ô tô Vitam để xem sản phẩm để mình yêu thích, mình chọn lựa, thì hãy gọi điện cho Tâm theo số điện thoại là 0917215512. Đến ngay địa chỉ là ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nói tóm lại là vô ngay khu vực Bình Dương là alo Tâm sẽ đón ha. Tâm xin chốt đơn ở đây là 560 triệu Innova số sàn bản đủ 2019, một chủ mua mới, màu đồng ánh kim, không một lỗi nhỏ, sơn rin còn khoảng 90%, máy rin 100%, 4 cái vỏ mới thay. Đó, và tất cả những cái tính năng gì của chiếc xe này thì không có một cái điểm yếu và một cái điểm khuyết gì hết.
cô chú anh chị mà đi check hãng, đi kiểm tra về sau này phát hiện ra con xe này có lỗi không đúng với video Tâm mô tả, thì cứ đem lại những cái văn bản cam kết bằng văn bản lại ngay salon ô tô Duy Tâm, trả xe và lấy lại tiền. Đó là một cái điều hết sức là rõ ràng và đúng chuẩn mực và nghiêm khắc, không phải nói một đường làm một nẻo. Đó, thì bên Tâm muốn phát triển thì Tâm phải có những cái đó là cam kết văn bản cho cô chú anh chị mình cảm thấy tự tin khi mà chọn lựa sản phẩm. Anh nào làm tốt, anh nào uy tín thì anh đó sẽ phát triển thôi. Cái luật dĩ nhiên rồi, trong xã hội và trong kinh doanh. Và Tâm nói nhiều thì mong cô chú anh chị cũng thông cảm, bởi vì Tâm muốn nói hết lên cái nỗi lòng của mình. Và chắc là cô chú anh chị cũng đã biết nhiều bên salon ô tô Duy Tâm em rồi ha. Tâm bán rộng rãi cả nước Việt Nam mình luôn, chỗ nào cũng có xe của bên ô tô Duy Tâm, đã đi tới rất là nhiều tỉnh thành rồi. Thì hôm nay Tâm chốt đơn xe này là 560. Cô chú anh chị hãy nhắn tin, gọi điện và xin hãy đăng ký bài cho Tâm. Mỗi khi mà Tâm lên sóng là có sản phẩm mới là cô chú anh chị có thể nhìn thấy được những sản phẩm bên ô tô Duy Tâm vừa về để nhằm phục vụ cho bà con. Thì mong cô chú anh chị hãy bấm nút đăng ký, like, share cho bên ô tô Duy Tâm em nhé. Tâm xin chào tạm biệt bà con và hẹn gặp lại ạ.